Rồi rồi, happy birthday, ai xin lỗi. Happy new year. Happy new year. Dạ. Dạ. Riết rồi mình cũng chàm theo luôn trời. Đâu có, anh biết nói chuyện là không biết nói chuyện là đâu có gì đâu. À, anh biết nói chuyện là anh không có sao đúng không? Dạ, không sao. Sao biết hay vậy trời? Dạ. Thiệt không? Giờ anh thấy ảnh là có sao rồi đó. Mình thấy có sao đó. Đâu có, mà mình biết nói chuyện được hai ngôn ngữ là mình thông minh. Ừ. Thông minh đó. Mình biết nói chuyện được hai ngôn ngữ là mình thông minh. À. Dạ. Ôi, vậy là Phước là biết tất cả là mấy thứ tiếng? À, dạ là tiếng Trung Quốc nữa. Ôi dạ, dạ. Rồi, nói coi. À, anh yêu em nói sao? À, quả anh này. Quả anh này hả? Dạ. Ôi dạ hả? Dạ. Rồi bây giờ mình nói câu này, Phước đọc, Phước dịch giùm mình ấy coi. Dạ. Xung khỏa pha chia sóng chưa thùng, đành cho thùng. Thùng chưa chưa thùng, đành cho thùng. Cái đó hình đọc không hiểu. Không hiểu. Dạ nói cho một chữ. Có vậy hả? Dạ. Ừ. Chào kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay Thành Nguyên đang có mặt tại chợ An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để tới thăm lại em Phước đó quý vị. Trước đây Thành Nguyên và Phường Kiều có tới thăm em một lần rồi, thì cũng có gửi cho em một số tiền nhưng mà em không biết xài tiền, và Thành Nguyên có hứa rằng là lúc nào mà có dịp trở lại đây thì Thành Nguyên sẽ mua những cái vật dụng cá nhân cũng như là những cái nhu yếu phẩm để mà cho em ăn được hàng ngày đó quý vị mà không cần phải nấu đó. Thì ngày hôm nay Thành Nguyên và Phường Kiều đang có mặt tại đây để vào thăm và trao cho em cái số quà này. Vâng, để biết được tình hình sức khỏe của em như thế nào, cuộc sống của em ra sao, thì bây giờ Thành Nguyên mời quý vị cùng Thành Nguyên, Phường Kiều, Điền Nguyễn và bà xã Thành Nguyên để đi vào thăm em nha quý vị. Rồi đây. Xin chào. Dạ. Vẫn là cái khẩu trang huyền thoại á. Mày cứ chơi đi, người ta đang quay mà mình chơi tự nhiên đi. Ủa sao không chơi, chơi cho em được chứng kiến anh chơi cờ tướng giỏi như thế nào? Ờ, chơi đi. Dạ thôi. Đã bao giờ thắng được ván nào chưa? Đã bao giờ thắng được ván nào chưa? Hả? Con nào? Cho anh kẹp cái này nè. Rồi. Dạ. Chơi không? Chơi không? Chơi với Phượng Kiều đi. Chơi. Ừ. Sao cười? Đúng không? Dạ. Đây. Nè. Đó, thấp cờ thôi là biết là thấp không? Biết sắp cờ luôn nè. Dạ. Giỡn đâu. Dạ dạ. Ngay đấu với Phượng Kiều luôn nha. Ừ. Nếu mà đấu ăn là cho chơi dầu á. Dạ. Con này con gì vậy? Dạ con heo. Con heo hả? Con xe. À con xe. Dạ. Rồi. Trời ơi. Rồi đi. Rồi đi. Trời ơi. Dạ. Ờ, ngon. Trời ơi, ngon luôn. Mới vô mà. Kiểu biết chơi không cha? Dạ. Có biết đi không? Đúng rồi. Các Phượng Kiều thua trái dầu quá. Dạ. Chiếu tướng này cha. Chiếu tướng này. Có biết chơi không? Nhưng mà vẫn cũng được. À, ngon à. Này, đó giỡn đâu. Chết chưa, chết chưa.
Dạ. Dạ không. Sắp tiếng luôn hả? Dạ dạ. Làm. Ủa rồi trong này chơi rồi chiếu tướng mình có báo là chiếu tướng không? Chiếu tướng người ta phải báo chứ. Phải báo chứ đúng không? Ờ, chơi gì chơi chiếu tướng phải báo. Đâu có chiếu tướng nào. Hồi nãy có chiếu. Dạ, dạ. Hồi nãy có chiếu. Này này. Cái đó trên mạng chiếu tướng nó chiếu tướng. Đi chụp mình ăn luôn hay là ổng ăn hay nào? Dạ. Ăn luôn đi. Không ăn được hả? Ủa sao vậy? Con đó không có đường nào đi. Nó chỉ được đi hẳn. Nè rồi cái con pháo này gần đây không ăn luôn nè. Trời. Bỏ xe luôn hả? Chiếu rồi sao? Trời, cái để đó nè, nằm đó đâu có đi đâu. Trời. Ngon à. Mừng bị gì vậy? Dạ. Sao? Cái vần nha luôn. Cái vần nha em lụm á. Lụm. Dạ. Lụm hả? Dạ. Còn vườn mới không? Phật kiều ngồi. Tính cho kỹ nha. Dạ. Bạn vườn mới không được không ơi. Dạ. Tại em đã bạn vườn mới mà em đi qua ngoài đường em đi lụm như lên em lụm đồ như cho lụm cái vườn trước. Cái chửi em. Kệ cái ăn chiếc nướng chiếc đi cũng sao. Trời chiếu tướng kìa. Dạ. Rồi thua rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Một chai dầu. Còn gì nữa đâu. Thua rồi cha. Này đi đường nào cũng chết. Còn pháo. Thua rồi. Trời siêu trời. Dạ. Bây giờ phải chơi. Dạ. Rồi thôi bây giờ để bây giờ xem cái bộ đồ nghề của Phước kìa. Trời, cái bộ đồ nghề của Phước đó đúng không? Dạ. Dạ. Rồi trời. Không biết găm cái gì kìa. Dạ. Nhưng mà xem cho người ta thì mình ngoảnh cái giấy ra ngoài để cho người ta biết để mà mình xem chứ. Trong thấy ai biết được. Dạ. À thằng anh Phước ơi. Dạ. Hôm bữa anh có nói với em là anh đi vô đây ngồi đi. Dạ. Cho dễ ánh sáng nha. Dạ. Hôm bữa anh có nói với em là anh biết xem bói đúng không? Dạ. Rồi. Đúng không? Dạ. Thì hôm nay em với anh Thành Nguyên quay trở lại đây. Dạ. Khi tới thì anh dỡ khẩu trang ra để chào cộng đồng mạng cái đi. Dạ hả? Dạ. Dạ. Hôm nay lâu ngày không có gặp. Dạ. Tự dưng có mái tóc bạc phơ vậy. Dạ. Tại vì ở nhà cháu ở nhà mấy người cháu người ta có 2 tuổi tóc bạc. Ủa vậy hả? Dạ. Chứ không phải là tương tư anh em nào hả? Không phải hả? Dạ. Không ra ngủ đâu. Đang ở đây. Cái này là mở rộng ra không ngủ dưới này hả? Dạ. 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 Nước gì rồi sao anh ngủ? Em có cái ghế xếp ngủ. À có nghĩa là có cái ghế bố hay không? Dạ. Bên đây là cái nhà kho đó anh Nguyên. Dạ. Bên kia là cái nhà kho. Em có. À đây. Ở đây. Đây trước đây là cái nhà kho. Dạ. À nhưng mà bây giờ đập thông như vậy ha. Dạ. À. À anh nói là anh biết câu bố gì? Bây giờ em có đem một bộ bài muốn dạ. Nói là họ. Dạ. Biết câu bố luôn hả? Dạ. Hôm bữa là anh Phước hứa với hai anh em mình là vô là rồi, xem bố. Nhưng mà anh thì là nói đùa chứ. Dạ. Biết xem không? Dạ biết. Vậy ha. Dạ. Thường là anh Phước sẽ xem cái gì? Gia đạo hả? Tình duyên? Không có, nên xem theo 4 trụ sở chính. Xem gì? Xem gì? 4 trụ sở chính. Có 4 trụ sở chính. À 4 trụ sở chính là gì? Cơ rô trường bích á. Cơ rô trường bích. À. Dạ. Cơ rô trường bích. Dạ. Vậy thì bây giờ Phương Kiều qua bên kia ngồi luôn đi ha. Ngồi ở đây được nè. Rồi, dạ. Sẽ ngồi đó rồi. Hay là Kiều sang bên này ngồi đi. Dạ. À. Rồi. Dạ, cái đó không có tách nhiếp bên kia nhỉ. Rồi đây, đi đường này cũng đường này. Dạ. Dạ. Đó dựng như kiểu đây. Dạ.
nhờ Điền cho cái cho mình mấy cái món đồ đó lên đây cho mình cái. Cái nào? À, đúng này. Dạ. Tôi lấy ông đi qua, tôi lấy bà đi lại. Dạ. Cái gì? Ông bà ra để xem bố cho con đi. Khấn vái cầu Phật lạy trời muốn khỏi hội. Phước ơi. Dạ. Hiện tại thì anh Phước đang dịch cho mình cái coi. Dạ. Dịch cho mình cái coi. Dạ. Đây là gì? Anh chơi đó hả? Khấn vái cầu Phật gì đấy? À, với lại trời. Rồi sao nữa? Muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi. Muốn khỏi hội này hả? Dạ. Trẻ ăn chơi. Dạ. Rồi sao? Lục tự trì chăm là phương phép. Là phương phép, phương phép hay là phương pháp? Phương phép. Rồi. Nhắn nhủ cùng ai chỉ mấy lời. Nhắn nhủ chỉ hai hả? Nhắn nhủ cùng ai chỉ mấy lời. Chỉ mấy lời. Dạ. Rồi nhắn đi. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi bây giờ là coi gia đạo ha. Dạ không có, cho như bốn trụ sở chính. Coi tình duyên hả? Tình duyên thì cơ. Hả? Tình duyên thì phải bốc lên con cơ. À phải bốc lên con cơ. Là bắt trong dạ không, cái này chỉ xài 21, xài 21 cái. 21 cái, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6. Dạ. Ủa nhớ là nữ xài 9 mà giờ tới 21 luôn hả? Dạ đó là tại vì mà bài mới hóa trang cho đều lên. Trời ơi, cái đó xong rồi có chuyện canh nữa bằng bài chị gắt làm đôi. Chị đếm mà. Rồi. Rồi. Ngày. Này chưa thiếu nhắc nữa của bài hả? Như không thì nhắc làm đôi nó cơ mà nó cũng cơ 32 lá vậy này trong này nó có bao nhiêu lá? 32 lá nha. Nếu gì chị đếm 32 lá đâu có, chị lấy phân nửa đi lấy một tờ. Ủa rồi vậy là thiếu hả? Dạ không có đủ. Ê, 32 rồi nè. 32 hả? 32 ừ. Trời ơi chị chồng đấy hả? Rồi bây giờ ngắt ghép không? Không có, lấy tờ này. Rồi, đó. Rô là gì? Rô này, cái này chị đi ăn đang đi làm chứ chị không có tình duyên coi được. À, không coi được tình duyên. Không có coi được tình duyên không? Dạ, chỉ có đi làm thôi. Rồi đi làm sao? Coi như bữa nay là chị đi làm là 9 mà chị làm tới 10 luôn rồi. Vậy đó hả? Dạ. Làm sao không hiểu là làm... Là coi như một ngày làm 8 tiếng mà chị làm 10 tiếng đó. Ủa trời, hay vậy? Dạ. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Dữ dằn luôn ha. Dạ. Làm gì có tiền không? Làm gì hả? Làm gì có tiền thì có cho tiền mộng chết luôn. Thì phải trang lại. Nhưng mà có phải là thấy con 10 thì nói là 8 tiếng mà nói 10 tiếng cha? Dạ. Tại vì cho em xếp trong đây là từ 7 đến 9, 10 à. À vậy hả? Là không có đến bồi đầm già nữa là nó dính với lại khác nữa rồi. À. Điều ra. Rồi chia bài cũng chuyên nghiệp ha. Dạ. 1 2 3 4 5. Đây kính thưa quý vị, thì sau khi mà Thành Nguyên, Phường Kiều, Điền Nguyễn và bà xã Thành Nguyên tới đây thì có gặp Phước. Rồi sau khi mà đã, cái đó để cho em thua em thua đó thì bây giờ là sẽ Phước sẽ tụ tài xem bói bằng mấy cái lá bài là bài tây. Bây giờ chị muốn coi hiện đại hay là quá khứ hay tương lai. Dạ chị coi cái tương lai coi chừng nào chị có chồng. Tương lai ha dĩ vị chị bắt mình đi phải rồi cái chị tay phải đi. Tay phải. Phải bên hàng đây. Dạ muốn bắt bên nào là bắt đúng không? Bắt bên nào là bắt cái đó không? Không, bên phải là tương lai, bên trái là quá khứ. Bây giờ muốn tương lai đi, bây giờ bắt cái nào là bắt đúng không? Bên tương lai bên trái bên đây dạ. Là đùa lấy thôi. Dạ. Không lấy một tấm vậy. À lấy tấm ha. Lấy một tấm. Dở lên dễ. Dở lên ha. Dạ. Rồi lại công việc nữa rồi. Tương lai thì đặt đây. Nó tương lai nằm đây. Dạ, nó trả lời luôn coi. Rồi trả lời. Rồi tương lai toàn tiền không trời? Cái này nói chung là chuyện đi vợ chị làm có hồi nãy làm 10 tiếng bây giờ chị làm còn 9 tiếng à. Nó giảm đi hả? Dạ, có bị lộn không? Ủa sao kì vậy? Bắt tương lai mà, bây giờ tương lai
bởi vì lúc nãy là chị đang đi làm đó. Bởi vì lúc nãy là bốc con số 10. Rồi bây giờ bốc con số 9 là chi tiết đúng rồi. Bây giờ bây giờ chỉ có hiện tại đi. Cái đó là bây giờ tương lai là chị đang có tương lai, giờ có hiện tại. Hiện tại chị bốc bốc những hàng tờ hiện tại. Hiện tại đó. Hiện tại coi chiều nay có trúng số không nha. Đó thì chị mở đi. Cái mở đi. Không mua số mà đợi trúng số nha. Đâu có, giờ này còn với số còn đến 4 5 giờ mới bán chỉ còn dở dạ, dạ, dở lên. Dở lên. Dở lên này. Không thấy tiền. Rồi tương lai, hiện tại. Thấy trai luôn rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời đất ơi. Hiện tại thì chị đang có bầu có chồng. À. Bầu hay là chồng? Có bầu có chồng gì không? Có miễn có con bầu cơ là được à. Bầu cơ là cho nó trong bài nó có bốn ba con loại cơ rồi. Tức là bây giờ hiện tại là chị đang có bạn trai đúng không? Có bạn trai hoặc có chồng luôn đó. Vậy đó hả? Bạn trai đúng không? Đúng không? Hả? Đúng không? Có đúng à? Rồi chắc đúng à? Quý vị hãy chờ xem biết bao coi chừng nào con kia nó cưới nha. Có chồng, có đương lại có chồng đó, có chồng đó. Rồi. Chị coi quá khứ không? Rồi quá khứ luôn nha. Quá khứ mình này. Yeah. Biết quá khứ luôn trời. Đó yeah. Ha. Yeah. Rồi. Đây, bên đây. Rồi. Sao? Quá khứ ngập trong quá khứ gì kỳ vậy? Quá khứ nói chung là quá khứ thì coi như chị có một hoàn cảnh bi đát. Bi đát hả? Bi đát luôn. Bi đát. Không phải chảo mình nổi. Không chảo mình nổi mà quá khứ dạ. Của em là ít tích nào đúng không? Đại khái là sao? Là coi như là coi như là 9 phần coi như chết mà 10 phần coi chết hơn 9 phần. À. Bi đát. Dạ, yeah, rồi sống có phần thế đó. Yeah. Đúng không cha? Kiểu đúng không? Không biết nữa mới bị tai nạn của à, quá khứ rồi đúng à. Không? Rồi tai nạn qua đúng yeah, không? Đứa bị đá đó. Đứa bị đá. Thôi thế thì xong rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không. Yeah. Ừ. Rồi bây giờ có gì nữa đâu? Cái đó hả? Cái đó bây giờ nè, bây giờ nó bây giờ nó như đây thì hết rồi đó. Hết rồi nha. Hết rồi đó. Hết rồi. Rồi bây giờ xem Phần Kiều mà lấy chồng đẻ được mấy đứa con này. Trời nó mấy đứa con hả? Mấy đứa? Nhìn coi. Đi coi mà. Rồi nhìn này. Chị nha, chị thử lực 8 đúng không? 8 đứa hả? Có, 8 này là không phải con đó. Vậy hả? 8 này là coi như là con 8 này tấm cơ. Tấm cơ này là tấm cơ này là được cái người này ta giúp đỡ. Ừ. Mà mấy đứa hả? Sao không biết cái khổ đứa quá ha. Khó quá. Dạ không? Nguyên là khó quá. Thôi chị móc hiện tại, nếu mà đã hiện tại. Rồi hiện tại. Móc hả? Hiện tại. Nói gì cái gì? Móc hiện tại là coi sao? Móc hay là móc? Là có mấy đứa con. Mấy đứa con đúng không? Dạ. Dạ nha. Dạ. Có một đứa à? Trời ơi, sao mà trúng dữ vậy trời? Dạ. Hiện tại có hay một vậy? Con. Dạ. Đã gì trời? Hiện tại của Phượng Kiều có một đứa con nha quý vị. Và đây là quá khứ của Phượng Kiều này nha quý vị, anh xem này. Và đây là tương lai hiện thời của Phượng Kiều là đã có bạn trai rồi. Dạ. Và công việc làm của Phượng Kiều là đây. Trước là làm ngày 10 tiếng, bây giờ xuống còn 9 tiếng. Hay quá. Dạ, bắt tay. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ này. Dạ. Bây giờ là trước khi mà anh em mình trò chuyện thì chờ xíu nha, để mình ra ngoài xe mình lấy quà nha. Dạ. Đây. Rồi, chờ chờ đi. Hả? Anh Nguyễn có coi không? Không, được rồi, biết rồi đó. Phần Kiều là một dẫn chứng rất là rõ ràng. À, đây quý vị, Thánh Nguyên sẽ ra đây và sẽ lấy... Dạ không, không có coi gì khác. Đồ... Dạ, tại cái này vậy luôn có chị chơi. Mua đây cho quý vị. Dạ. Điền giúp cho mình tay coi. Chị cha rồi mua gạo mà không biết nó có nấu ăn không nữa. Anh mua gạo. Ok bà đi. Thôi thôi thì cứ đưa vào. Này luôn cơ. À, cầm. Này. Rồi. Sống của anh hàng ngày. Trời. Trời à. Trời mưa quá quý vị, xe dơ quá. Nè Phước ơi. Dạ, cái này ha, cái này coi cho vui. Cho vui. Dạ. Kiểu dạ. Sao anh ngồi đi. Nè anh Thành Nguyên có
Dạ. Đây. Dạ. À, một thùng mì gói Hảo Hảo nha. Dạ. Rồi. Bánh chả đánh răng. Dạ. Lược chả đầu. Dạ. Nước tương. Dạ. Bốn hộp chả bông ha. Dạ. Rồi. Con nấu cơm không? Dạ không. Ôi trời hả? Kem đánh răng. Dạ. À, hai cái khăn mặt. Dạ. À, rau cạo râu. Dạ. Rồi hai khăn tắm nha. Dạ. Rồi. Rồi đây là nước rửa tay. Dạ. Cái mùa dịch này cố gắng rửa nhiều nhiều vào nha. Dạ. Rồi. Nước súc miệng. Dạ. Một hộp khẩu trang. Dạ. Cái này khoái này. Bỏ cái này đi, bây giờ bỏ cái này. Dạ. À, đúng rồi. Dạ. Để cái mới xài đi. Dạ. Anh ăn nó rồi. Dạ. Một lát hả em nha, bảo thằng gác. Sữa tắm nha. Dạ. Dầu gội đầu nha. Dạ. Anh Nguyên quá trời, chị báo cho anh Phước luôn à. Bột giặt nha. Dạ. Có giặt đồ không? Có. Rồi có gạo. Dạ. Có nấu ăn không? Dạ không. Không hả? Dạ. Thôi vậy thì lát nữa để anh cầm gạo về, chứ không em dục đi thì uổng lắm nha. Dạ. Rồi. Lớn nha. Có rồi. Dạ. Thường em thấy đủ rồi. Dư luôn hả? Dạ. Cái này là để dành dư xài tới Tết luôn không? Dạ được. Tết. Thoải mái ha. Dạ. Ừ. Em thấy như đây là dư rồi ha. Dạ. Kéo này. À, anh Phước ơi, kéo này để làm gì vậy Phước? Anh tự quấn đó hả? Dạ, đó nó hư rồi, em lụm nó hư có cái này em lấy cái. Nhưng mà Phước ơi, dịch ra cái này cho mình coi. Nãy hả? Ừ. Dịch này hả? Hả? Dịch này, cái này là nó cái này nó dịch này hả? Anh cần như sao? Hả? Cần luôn hả? Cần luôn chứ. Vậy hả? Nhưng cái này ngày xưa người ta ngày xưa là mấy người á miền Tây đó, người ta nói người ta không phải là người ta nói người ta không phải là quân bất. Ừ. Nhưng mà ta sống trong chế độ nào ta phục vụ quân đội cho chế độ đó. Ừ. Như nên ở đây đọc coi như 100 năm trồng người, 10 năm trồng cây. À, vậy hả? Là con... Rồi cái mớ tiền để dành đâu cho nhoi coi. Tiền nó dành hả? Ừ. Thì tiền nó dành nó bỏ vô cái con heo kia. Vậy hả? Dạ. Đâu? Cho coi được không? Đây hả? Đây hả? Trời ơi. Hai con heo rồi. Dạ. Trời ơi, mà sao tiền mà dục ngoài trời? Không có, tại vì tiền đồ điện cũ mà em bỏ ở đây. Bỏ mà không sửa mất hả? Em dục con ngoài kia luôn mày. Người ta lấy thì sao? Đó, dục của nó đó. Người ta lấy cô Phước thì sao? Ta lấy tao không xài được. Ừ. Dạ. Ta lấy xài không được. Rồi bây giờ là bỏ trong này hả? Dạ, mà chưa, bắt đầu mà chưa có bỏ. Chưa bỏ? Chưa. Rồi cái đống tiền nó đâu rồi? Được. Em bỏ dưới sông rồi. Bỏ xuống sông rồi hả? Dạ. Ủa? Sao gửi sao gửi đi ngân hàng ở dưới đó sớm vậy? Đúng không? Tại vì lúc này là coi như lúc này dịch bệnh á thì phải xài tiền. Ờ. Tiền. Là phải gửi xuống dưới đó chứ người ta xài hả? Dạ. Mà có ai dưới xài dưới á? Cái đó là để tâm linh thôi. À. Sao hồi kỳ anh nghe em bảo là gửi cái tiền đó để sau này làm cái vốn cái gì dưới đó mà đúng không? Em làm ngân hàng. Em làm ngân hàng dưới đó? Dạ. Rồi sau đó xuống cho vay nặng lãi hả? Không. Em cho tao mượn nào cái người ta nói về em á. Người ta nói nhìn cái mặt hiền quá, tao muốn giật quá. Nói vậy hả? Nhìn mặt của em hiền hả? Dạ. Rồi là người ta muốn giật hả? Tao nói tao muốn giật quá. Nên là không muốn làm nữa. Ừ.
Rồi hỏi Phước cái hôm bán cái xe đạp được nhiêu tiền vậy? Được có 50 ngàn anh. Rồi thôi thôi thôi. Rồi cái số tiền đó làm gì? Em uống cà phê. Uống cà phê hả? Dạ. Rồi bây giờ này, Phước giới thiệu lại cho mọi người chút xíu này. Trước đây Phước làm cái gì này, học cái gì ra này, và tên tuổi như thế nào, Phước giới thiệu lại cho cô chú anh chị biết chút xíu nào. Dạ. Con tên là Phước. Phước. Học lên lớp 12. Rồi vô trong trường đại học được 3 năm. Rất năm. Học 3 năm rất năm. Dạ. Rồi còn năm. Còn 2 năm. À còn 2 năm. Dạ. Rồi sau đó sao nữa? Rồi có cái bằng công nhân kỹ thuật, rồi ra trường đi làm. Công nhân kỹ thuật hả? Dạ. Nhưng mà kỹ thuật trước đó là học kỹ thuật gì? Dạ, kỹ thuật cơ khí máy. Cơ khí máy hả? Dạ. Làm sắt thép nữa. Ủa, máy mà sao làm sắt thép trời? Như cắt gọt mấy con bù lon con tán ốc vít nữa. À. Em nhớ có cái thẻ đúng không? Dạ. Em xem lại cái thẻ đó là thẻ gì đó. Em quên mất tiêu rồi. Hình như trong đó có năm sinh của anh đúng không? Dạ có. Dạ. Ồ, có cái giấy kìa anh. Có phiếu cơm luôn kìa. Dạ. Ừ. Thẻ học sinh. Dạ. Còn thẻ gì nữa không? Dạ có. Nè anh, 1983. Ờ. Phạm Ngọc Phước. Ồ, hôm nay có giấy chứng minh luôn kìa. Dạ. Phạm Ngọc Phước này. Sinh 1983. Hộ khẩu thường trú là Bà Rịa. Có giấy chứng minh. Vậy là hôm nay có giấy chứng minh này nè. Có giấy chứng minh luôn hả? Dạ, hôm bữa vô không thấy. Ủa, tại sao tại nguyên quán ở thành phố Hồ Chí Minh nè? Dạ, tại vì... Nguyên quán, đây là nguyên quán. Dạ. Ở trong đây thôi. Em xem tí nè. Bằng lái xe hả? Dạ. Ồ, giấy phép lái xe anh ơi, đây. Thấy không? Vậy là có giấy tờ. Năm 2005 có thi bằng lái xe luôn trời. Dạ. Rồi có biết lái không? Dạ biết. Có cổ quần độc lạ quá ha. Dạ. Rách tùm lum ha. Dạ. Hở tùm lum ha. Dạ. Mát không? Dạ mát. Mát hả? Dạ. Trời trời. Rồi cách này, cách này. Nhiều khi có đi vào với em nào nó có cái để mà trình với người ta cũng chết cha. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi mấy lâu nay có yêu ai chưa? Chưa. Ủa? Mà không thích cô nào hả? Không. Từ trước giờ thích cô nào không? Không. Rồi bây giờ cô thích ông thì để giới thiệu cho. Thế thôi. Thiệt không? Thiệt. Nhìn nhìn cái mặt cái coi. Thiệt không? Thiệt. Mà không thích phụ nữ thiệt hả? Không. Rồi vậy có thích anh nào không? Không luôn. Dạ. Chơi chơi chơi. Ca này khó ạ. À. Bây giờ quà thì trao rồi đó. Yeah. Tới cờ cũng đánh rồi, xem bỏ thì cũng xem rồi. Yeah. Thôi về nha. Yeah. Về thiệt ạ? À? Yeah. Tôi về thiệt ạ? À? À, uống cà phê đi. À, hả? Uống cà phê. Uống cà phê hả? Mời hả? Yeah. Có tiền không? Hả? Thiệt không cha? Thiệt. Hay là nợ người ta vậy? Đã có... Rồi thôi chị, cảm ơn anh, cảm ơn mời cà phê của em nha. Dạ. Rồi nói vui vậy thôi chứ chúc sức khỏe nha. Dạ. Cắt con heo cho kỹ kỹ đi, người ta ăn cắp con heo. Dạ. Rồi tạm biệt nha. Dạ. Tạm biệt. Dạ. Bye bye. Hello hello. À, goodbye chứ đúng không? Goodbye hả? Hả? Goodbye hello cũng vậy hả? Goodbye. See you. Nó cũng như vậy hả? Dạ. Bây giờ rồi. Anh Phước tạm biệt em đã nói gì sao? Goodbye. Nói tiếng Anh nói giỏi là quên. Dạ. anh Nguyên nói tới tiếng Anh rất là giỏi. Rồi thế thì chào các cô chú các anh chị một câu tiếng Anh xem nè. Hello. Hello là lên chào mà good morning. Bây giờ good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Rồi chào tạm biệt là sao? Goodbye. Rồi gặp lại. See you again.
Ủa sao lúc nãy hello với goodbye là nó giống nhau sao cha? Không có, cái đó là dành cho mà trên trường mà đi cô giáo mà đến mà dạy học thì cô giáo chào hello là chào cho người lớn. À vậy hả? Còn 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 hai là sao? Là cái đó chào gì trong gia đình đó. À vậy hả? Rồi. Rồi, happy birthday, xin lỗi. Happy New Year. Happy New Year. Dạ. Giết rồi mình cũng chàm theo luôn trời. Không có, anh biết nói chuyện là không biết nói chuyện là đâu có gì đâu. À, anh biết nói chuyện là anh không có sao đúng không? Dạ, không sao. Sao biết hay vậy trời? Dạ. Thiệt không? Chứ anh thấy ảnh là có sao rồi đó. Mình thấy có sao rồi đó. Đâu có. Mà mình biết nói chuyện được hai ngôn ngữ là mình thông minh rồi. Thông minh đó. Mình biết nói chuyện được hai ngôn ngữ là mình thông minh rồi. À. Dạ. Ôi, vậy là Phước là biết tất cả là mấy thứ tiếng? À, dạ là tiếng Trung Quốc nữa. Ôi dạ ha. Dạ. Rồi, nói coi. À, anh yêu em nói sao? À, người quả này. Quả này hả? Dạ. Ôi dạ ha. Rồi bây giờ mình nói câu này Phước đọc Phước dịch cho mình ấy coi. Dạ. Sung khỏa pha xia sống chưa thùng đành cho thùng. Thùng chưa thùng đành cho thùng. Cái đó anh đọc không hiểu. Không hiểu. Dạ nói nhầm một chữ. Có vậy hả? Dạ. Ừ. Vậy là anh nói gì? Trung cỏ rảnh là người Trung Quốc đó. À vậy hả? Ừ. Mình là mình biết ba thứ tiếng này. Tiếng địa phương này. Dạ. Tiếng mẹ đẻ này. Dạ. Và tiếng phổ thông. Dạ. Đó, mình biết ba thứ tiếng. Tiếng phổ thông, tiếng phổ thông. Rồi tiếng mẹ đẻ. Dạ. Mà tiếng lúc nãy mới nói tiếng gì đó. Tiếng phổ thông. À. Địa phương, tiếng địa phương, đẻ không? Ngon à? Dạ. Ngon à? Mì chảo sao qua miếng chưa? Ai vào sư phạn. Vào sư phạn. Mì sư phạn hảo lắm mà. Hảo lơ. Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi hảo lơ. Mì chảo sao qua miếng. Anh tên gì? Đi kêu Chèo Phước. Wow, Chèo Phước. Sư bố sư. Sư bố sư. Tệ bố tệ. Bố. Bố tệ. Ủa rồi sao cái tiếng Trung Quốc lúc nãy tôi nói mà cha không hiểu cha hả? Dạ không hiểu. Không hiểu. Dạ tiếng của anh ngộ quá. Tiếng của Phương Kiều thì hiểu. Tiếng của anh thì sao không hiểu. Hôm nay em biết là anh Phước biết được tiếng phổ thông nè. Dạ. Rồi tiếng Anh nữa nè. Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc nè. Dạ. Rồi. Tính ra đó Phước giỏi á. Ừ. Giỏi như gì nè mà bán xe đạp đó ha. Thiệt. Giỏi vậy mà bán xe đạp đi bộ. Trời ơi là trời. Thôi vậy nha. Dạ. Rồi bye bye. Dạ. Ủa rồi đeo cái gì đây? Bước đeo cái gì? Cái này dây ngũ sắc hả? Ờ, dây ngũ sắc hả? Rồi có tác dụng gì đây? Nó đọc rồi chú Đại Bi vô trong đây đọc cái buộc từng khúc một khúc một khúc một khúc nè nha, hai mối quý đọc cái thành cái dây. Hay quá. Bạn bắn không lủng không? Nhưng mà cái này là Phước tự làm hay là sao? Đó, em đọc cái trên sách đó, trên được. Sách đâu cái làm dây chú Đại Bi làm năm màu rồi lấy cái chú Đại Bi đọc một câu là cái quấn lại thành cục. Biết nó thành hai mốt biến thì được. Một dây chú Đại Bi. Rồi nó có tác dụng gì? Thì trước hết là nói nó làm kinh Phật á để cho những người tâm linh á người ta tự ngăn hiếp mình để cho người ta tránh xa ha. Rồi nếu như mà khi mà người ta ăn hiếp mình sẽ la lên sao? La lên hả? Ừ. La lên Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa vậy hả? Dạ. Đang nói chuyện với tâm linh với lại chú Đại Bi mà. À vậy hả? Nam Mô Phật. À. Rồi bây giờ Phước có muốn đi xe lại không? Dạ thôi, muốn đi xe. Không đi xe nữa hả? Bán rồi thôi hả? Dạ. Thôi đi bộ cho nó lành ha. Dạ. Bán đi xe có 50 ngàn là rẻ dữ gì đâu. Dạ. Thôi, bây giờ là về thiệt ạ. Dạ. Về thiệt nha. Dạ. Về nha. Nói tiếng Hoa tạm biệt là gì? Tiếng Hoa tạm biệt là gì? Lâu quá không chai gì? Dạ? Chai gì? Chai chim. Chai chim nữa. Chai chim. Chai chim hẹn gặp lại. Dạ chai chim. Dạ chai chim. Còn câu
cô chú thì mình tiếng Hoa nói sao? À, bác bà, à, bác bà. Là, vậy là cha xin bác bà. Tạm biệt cô chú anh chị phải không? Dạ. Ừ. Thôi bye bye nha. Dạ. Rồi lần này về thiệt ạ. Dạ. Rồi. Ba bà đi bán lừng con bán đi chẳng được lon tăng chạy gì. Rồi mình cầm cái này về em. Anh Nam Điền cầm. Cầm gạo về. Vì Phước không có nấu ăn.